Ở đây là cho tụi nhỏ nó leo lên cây rồi nó đu xuống dưới kia. Mình quay cho các bạn xem nha. Chà, cô gái này cũng dạng không có sợ, cô không có nhát. Cô lên đây rồi cô đu xuống dưới đây nè. Bonjour. Tu vas descendre là? Tu vas descendre? T'as pas peur? À, rồi nó đu xuống nè, gan không con gái á. Đi vô tới trong đây thì có cái quán cà phê nước nước cho nước ngọt, rồi ai mà khát nước thì ngồi đây uống cà phê uống nước. Đó, tụi nó tới nè, nó đu từ ở trên kia nó xuống đây. Ở trong đây đường người ta đi xe đạp, người ta cưỡi ngựa cũng được nữa. Đó, trong đây là khu rừng nè, cho tụi nó leo cây. Cho tụi nhỏ nó đu trên cây. Vô đây quay cho các bạn xem. Người lớn con nít gì cũng leo lên được á, cũng an toàn lắm, không có nguy hiểm. Thì nó leo tút lút trên trển. Bây giờ mình vô trong đây cũng có một cái ao lớn lắm, nước cũng sạch sẽ lắm. Ở đây thì nó vắng hơn, ở đây thì nó vắng hơn ở ngoài kia, yên tĩnh hơn. Ở trong đây thì ít người tại vì nó không có ai kiểm soát á, coi chừng, cho nên mấy đứa nít nó, mấy đứa nhỏ nó không được tắm ở đây. Hồi nãy mình vô là mình đứng ở bên kia đó, bãi cát bên kia. Cái bạc này cũng lớn lắm, không biết bao nhiêu hecta, có rừng có sông nước. Mình quay một chút vậy cho các bạn xem nha. Là khu này, là cái tỉnh này là kêu là Orléans,
nơi mình ở nha các bạn, ở bên Pháp. Thôi video mình tới đây chấm dứt. Mình xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.